Xin chào các khán giả đam mê đồng hồ đã quay trở lại cùng với Gia Bảo Luxury trong video ngày hôm nay. Được thành lập vào năm 1999 bởi người nghệ nhân Richard Mille, thương hiệu cùng tên đã làm cả thế giới chế tác phải ngỡ ngàng bởi những thiết kế xa xỉ, độc đáo trong bộ khung tenille huyền thoại. Khác với vỏ tròn truyền thống hay bất kỳ dáng vỏ tenille đến từ Frank Mueller hay là Vacheron Constantin, dáng vỏ tenille của Richard Mille mang vẻ ngoài hiện đại và thực sự thể thao. Chỉ sau 2 năm xuất hiện, Richard Mille đã tung ra mẫu đồng hồ đầu tiên với tên gọi là RM001. Phiên bản đồng hồ với lồng tourbillon phức tạp này như một luồng gió mới vào ngành công nghiệp đồng hồ vốn tràn ngập những thiết kế theo kiểu truyền thống. Kể từ năm 2001, Richard Mille vẫn hàng năm đem đến nhiều thiết kế có bộ vỏ khung tenille đặc biệt đắt tiền, được làm từ những vật liệu đầy tiến bộ và mới mẻ như là sợi carbon hay là gốm ceramic. Tính đến nay, trên website của hãng, phiên bản RM71 và các phiên bản thuộc bộ sưu tập Bonbon tung ra tại SIHH năm 2019 là mới nhất của Richard Mille. Riêng năm 2004 là một năm ý nghĩa với Richard Mille bởi hãng đã mang đến rất nhiều mẫu đồng hồ cùng lúc như là RM004V1 với chức năng chronograph dành riêng cho các tay đua công thức 1 lừng danh, hay là phiên bản RM006, phiên bản đồng hồ tourbillon đánh dấu sự hợp tác giữa Richard Mille cùng với tay đua tên tuổi Felipe Massa. Trong số nhiều mẫu đồng hồ được tung ra vào năm 2004 là Richard Mille RM005, cỗ máy tự động đầu tiên của hãng. Mẫu Richard Mille RM005 được sản xuất trong các phiên bản có chất liệu và mặt số khác nhau như là vàng trắng, bạch kim, vàng hồng và titanium. Hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury là phiên bản Richard Mille RM005 có bộ vỏ khung vàng hồng cùng với mặt số màu đen. Mẫu đồng hồ có mặt tại Gia Bảo Luxury hiện lên với màu vàng hồng của vỏ khung đã được trải sức dọc. Màu đen của dây cao su bề mặt ly mịn cùng với mặt số xám đen hiện đại đã được thiết kế theo dạng skeleton. Tất cả các chi tiết hòa quyện với nhau, nếu như chỉ thiếu một thôi thì Richard Mille cũng không còn là Richard Mille nữa. Bộ vỏ khung đồng hồ Richard Mille được xem là thành tựu tuyệt vời sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển của hãng. Không chỉ thiết kế bộ khung đồng hồ mà chính thương hiệu Richard Mille đã phải chế tạo riêng máy móc để tạo nên vỏ khung đồng hồ. Các máy móc, công cụ chế tác đều do Richard Mille thực hiện. Đơn cử cho trường hợp của phiên bản RM005 này, công đoạn xây dựng, quá trình chế tạo vỏ khung tốn 120 giờ, công đoạn lên bản thiết kế công cụ chế tác mất 130 giờ và sản xuất công cụ hết 180 giờ. Và tổng số có tất cả là 202 công đoạn liên quan đã được thực hiện để hoàn thành nên một bộ vỏ khung tenille hoàn chỉnh. Bề mặt trước và sau của đồng hồ Richard Mille đã được trải sức dọc, tương tự hai bên cạnh bên đồng hồ. Riêng các mép đồng hồ lại được hoàn thiện với phương pháp đánh bóng gương sáng loáng. Nếu mặt trước vỏ khung được bổ sung với 8 đinh ốc hình bánh xe bằng titanium nhằm gia tăng tính thẩm mỹ, thì nhiệm vụ cố định vỏ khung lại được giao cho 4 đinh ốc phía mặt đáy của đồng hồ. Bộ vỏ khung của RM005 có kích thước là 38mm x 50mm và được thiết kế dáng cong vát, ôm nhẹ nhàng cổ tay của người đeo. Sở hữu một mặt số được thiết kế ấn tượng, lộ máy bên dưới là điều giúp cho Richard Mille RM005 ghi dấu ấn mạnh mẽ với fan hâm mộ. Khác hẳn với phong cách chế tác truyền thống, những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Richard Mille đã trở thành cái tên được săn đón bởi các diễn viên, người mẫu, vận động viên chuyên nghiệp. Do quy định của bộ vỏ khung đặc biệt, mặt số đồng hồ bên dưới lớp kính sapphire của phiên bản RM005 cũng có dáng thùng tương tự. Xung quanh bên ngoài rìa mặt số đồng hồ RM005 là vạch đếm phút được đặt xen lẫn những viên ngọc trai có khả năng phát sáng duyên dáng nhưng đầy tính mạnh mẽ. Bên trong những cọc phát sáng là hệ thống cọc chỉ giờ đính nổi được thiết kế theo phong cách riêng của nhà Richard Mille với tông màu trắng. Tại góc 7 giờ đồng hồ, một ô cửa sổ báo ngày gồm có hai thành phần đã thay thế cho cọc chỉ giờ và đó làm nên điểm nhấn cho mặt đồng hồ. Với thiết kế mặt số skeleton và chi tiết máy như khung chính được phủ PVD đen hay các đinh ốc sáng bóng đều được phô bày trước đôi mắt người đối diện. Nếu như muốn quan sát kỹ hơn về bộ máy thì chỉ cần lật ngược đồng hồ lại, ta sẽ thấy ngay trái tim của mẫu đồng hồ Richard Mille RM005. Bộ máy tự động bên trong thiết kế của phiên bản Richard Mille RM005 là một sáng tạo đến từ nhà sản xuất bộ máy nổi tiếng Vacheron SA. Mặc dù là bộ máy cơ tự động, nhưng người đeo vẫn có thể lên cót tay cho chiếc đồng hồ RM005 nhờ núm điều chỉnh bên cạnh ngoài vỏ khung. Tại trung tâm là roto cũng được thiết kế dạng skeleton nên nhìn rất khỏe khoắn.
Bộ máy bên trong ERM005 có thể hoạt động trong vòng 55 giờ đồng hồ trong tần số cho phép là 4 Hz với 31 chân kính. Và đó là những điều thú vị mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ là những thông tin bổ ích cho các anh em đam mê đồng hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.